sắc tím hoa ban Tây Bắc giữa lòng Hà Nội. Cứ mỗi độ xuân về hoa ban lại nở rộ hai bên đường Bắc Sơn Hà Nội, vẻ đẹp nguyên sơ của loài hoa rừng Tây Bắc này đã thu hút nhiều người dân mỗi khi đi qua đây. Năm nào cũng vậy, những bông hoa ban tím của núi rừng Tây Bắc đang nở rực giữa lòng thủ đô những ngày xe lạnh cuối tháng 2 và làm say đắm bao người, Hà Nội dường như trở nên thơ mộng hơn nhờ sắc tím đặc trưng ấy đang bung tỏa khắp mọi ngõ lối trên nhiều tuyến đường, những đoạn đường Bắc Sơn Hoàng Diệu nguyễn du trương hán siêu điện biên phủ thanh niên trần duy hưng trần phú là nơi có nhiều hoa ban nở người hà nội không còn quá xa lạ với khung cảnh này cứ mỗi độ xuân về nhưng sẽ là một phấn khích không hề nhẹ đối với những ai chưa một lần từng trải qua dưới bầu trời sắc tím lung linh này cái màu tím nhỏ nhẹ dịu dàng những cánh hoa mỏng như giấy bay bay trong cơn gió lạnh cả con phố với hàng hoa chạy dài như thế muốn không thấy nao lòng cũng khó quá mà những cánh hoa ban mang trên mình màu phơn phớt nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh như trở cả một góc Tây Bắc về đặt ngay giữa thủ đô. Từng khoảnh khắc như lôi cuốn du khách xoáy. Vào không gian với vô, vàng góc chụp ấn tượng, lãng mạn không kém bản gốc nơi xa, đến hẹn lại lên, con phố Bắc Sơn những ngày này. Đã níu không biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường, vì mùa hoa ban. Hoa ban Tây Bắc thường nở. Vào độ tháng 2, tháng 3 khi hoa mận. Hoa đào, đã phai tàn, những trận mưa xuân còn rơi rất lại, đất trời lại bừng trắng hoa ban, chính thời điểm này là thời gian thích hợp nhất để chọn cho mình một chuyến đi trải nghiệm đến xứ sở sắc tím đang rộ nở giữa lòng thủ đô không phải một loài hoa của hà nội nhưng hoa ban tím vẫn làm người ta yêu thêm cái mảnh đất nhiều hơn chỉ vì những ngóng đợi những niềm vui nho nhỏ khi đi trên đường bắt gặp một mùa hoa ban mỗi một mùa hoa hà nội như khoác cho mình một chiếc áo rất riêng với hoa ban tím đó là chút lãng đãng nhẹ nhàng của những ngày đầu xuân Khiến cho sự náo nhiệt ổn đã và bụi bặm của phố phường Hà Nội như lắng lại, nụ hoa ban bừng tỉnh sau một mùa đông dài, khi những vạt nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá. Bạn thấy thế nào về điều này? Hãy bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.